Hôm nay người cá Benjamin được mẹ của Tiun thiết kế cho một bộ đồ tiên cá mới mang tên Demre để nhắc nhở mọi người nhớ đến cơn bão cấp 12 năm nay đã tàn phá một phần lãnh thổ lớn của Việt Nam. Thiệt hại nặng nề nhất là vùng biển du lịch ở Khánh Hòa, Nha Trang. Thành thật chia buồn đến những nạn nhân trong cơn bão này, và Tiun cũng thật sự không muốn điều này xảy ra trong tương lai nữa. Dù biết là mỗi năm thiên tai chỉ càng ngày càng một nghiêm trọng hơn, nhưng Tiun vẫn cố gắng làm hết sức bổn phận của mình. Từ khi thức tỉnh thành tiên cá, như kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật, dốc hết tiền của mình để thả thú nhằm tiêu trừ bớt nghiệp chướng sát sanh của những người thiếu trí tuệ làm hại động vật gây ra, mà còn làm cho cả quốc gia bị cộng nghiệp chướng nữa chứ. Tôi phải trải qua các khổ nạn, dù biết trước được tương lai, nhưng vẫn phải làm để không bị phạm vào các nguyên tắc giữa các cõi. Nghĩa là muốn làm được 100 việc tốt thì tôi phải trả giá bằng một việc xấu. Nếu Tiun muốn làm việc tốt mà Tiun không làm việc xấu thì không thể làm được ở thế giới này. Như là bán đuôi tiên cá cho hãng khác, dẫu biết là đuôi tiên cá của họ cùi bắp, nhưng Tiun vẫn quảng cáo để cho họ bán. Tiun vẫn quyết tâm phục vụ họ bằng tất cả lòng thành của mình. Nhưng rồi sau đó cũng y chang như tiên đoán, họ sẽ không giữ lời hứa với Tiun, làm cho Tiun cảm thấy nản để có thể ra đời một cái thương hiệu đồ bơi tiên cá, thật sự biến ước mơ thành hiện thực vì bạn. Các bạn thấy đó, trong cái tốt nó luôn có cái xấu và cái xấu luôn có cái tốt. Thế giới này không có gì là tuyệt đối cả, nên cũng không có cái tôn giáo nào dạy bạn đúng đắn cả. Mọi thứ đều ở khoảng giữa, cân bằng mới gọi là tốt nhất, đó gọi là trung đạo. Bởi vậy tôi luôn biết ơn tất cả những việc xảy ra đối với mình, nhưng tôi lại vẫn lo lắng vì các bạn, sợ cái sự vô minh sẽ khiến cho các bạn bị kẹt tâm chấp tướng rồi làm đường lạc lối. Lấy ví dụ về mấy tháng trước, được mấy em người cá nói xấu kênh YouTube của bạn Thơ Nguyễn, rồi bật báo chí mạng lên đọc để kiểm chứng, thì thấy đúng thiệt, cái cô này làm quá nhiều việc hại trẻ em. Rồi thêm cái anh chàng NTN ăn uống trên mạng như lợn, tôi không thấy ai dám lên tiếng phản ánh lại, nên đã làm clip chê trách thẳng thắn để cho những bạn làm việc xấu trên mạng kia phải thức tỉnh. Chúng ta được mang thân người, chúng ta phải làm việc đúng đắn thì mới giữ được cái thân này, ít ra phải như vậy. Mặc dù biết trước là Tiun sẽ mất một cái lượng fan lớn nếu nói xấu người khác, mất thần tượng tiên cá quá mà, nhưng Tiun vẫn làm vì tất cả mọi người. Cũng như câu nói, ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào? Nếu không có người dám chống đối lại tiêu cực thì ai sẽ chống lại đây các bạn? Nếu không có công an hy sinh bản thân mình để bắt tội phạm thì cái xã hội này còn tồn tại được không? Lấy cái bất thiện diệt cái bất thiện, lấy cái thiện để đối đãi với cái thiện. Nếu không có các bậc thánh, thần tiên Phật đến thế giới này để đồng cam cộng khổ, giáo hóa chúng sanh, thì liệu các bạn có được những chân lý sống cao thượng không? Bởi vậy, không phải Tiun không đủ trí tuệ để nhận ra chống lại cái xấu là chuốc họa vào thân, mà Tiun muốn đánh thức tính bổn thiện trong tâm các bạn, không muốn cái xấu lây lan nhanh trong cộng đồng nữa. Tiun bây giờ đã thấy Thơ Nguyễn và Nguyễn Thành Nam hết làm clip bậy rồi, Tiun tự nhiên thấy cảm động vì điều đó lắm. Thậm chí tôi thấy hối hận, muốn xin lỗi hai bạn một câu chân thành nhất. Xin lỗi các tình yêu nha. Nhưng bây giờ tôi lại đau lòng hơn khi thấy một hệ lụy mới của Thơ Nguyễn và Nguyễn Thành Nam. Các em thấy chưa? Hàng loạt các kênh YouTube khác lại đi theo vết xe đổ của Thơ Nguyễn và Nguyễn Thành Nam nữa rồi. Chẳng lẽ bây giờ tôi gọi tên từng YouTuber ấy ra chửi thẳng vô trong mặt từng người tiếp? Tại sao các bạn muốn Tiun tạo khẩu nghiệp hoài vậy? Biết bao nhiêu cái tốt không làm, bây giờ lên mạng thấy toàn ba cái clip ăn uống thịt con vật này con vật kia, rồi săn bắt giết hại chúng. Các bạn có cha có mẹ chứ, có ông có bà chứ, khi người thân của mình mất đi, bạn cảm thấy như thế nào? Khi bạn làm hại một con vật rồi nó mất đi người thân của nó cũng sẽ có cảm giác đó. Trời ơi, mỗi chúng sanh trên thế gian này đều có quyền bình đẳng như nhau. Tiun ăn chay mà vẫn khỏe mạnh, sao các bạn không làm được? Hãy tỉnh ngộ đi, đừng có chấp nữa, được không? Đừng nghĩ ăn thịt là bổ nữa đi mà. Thế gian này khổ đau quá nhiều rồi, động vật sắp tuyệt chủng, những cái con quý hiếm á, như đấy cá vọc này kia của Việt Nam mình là siêu quý hiếm, mà nó sắp biến mất hết rồi các bạn ơi. Tận thế sắp đến luôn rồi. Nếu mấy bạn không thức tỉnh là chết hết cả đám. Biển Thái Bình Dương bây giờ đang chứa hàng tỷ tấn rác thải từ nhựa, thêm lục địa bây giờ sụp lún hơn cả chục mét vì nhà cửa mọc lên ồ ạt,
cao ốc mọc lên như nấm. Cây cối thì không thấy mọc mà thấy nhà cao tầng mọc lên quá trời luôn. Bảo á, hiện tại Bảo mới đến Nha Trang đúng không? Nhưng nếu mà không bảo vệ thiên nhiên và động vật thì sau này nó tới Sài Gòn luôn. Con người không thể chống lại thiên tai được đâu các bạn ơi. Ngay cả Tion khi đã thành tuyên cá, hiểu được bí mật của vũ trụ cũng không dám nói ra, vì sẽ phạm luật trời, bị đọa địa ngục, không thể thành sứ giả của các cõi trời được nữa. Tion cũng không thể hiện thần thông cảm ứng để tạo lòng tin cho các bạn được, chỉ có thể chỉ dẫn cho mọi người biết cách nào để luyện thành tiên cá, rồi tự các bạn mà đi tìm hiểu lấy. Chắc chắn thành tiên cá rồi thì sẽ biết tất cả mọi thứ. Nhưng chư thiên sẽ lấy hết phép thuật cao siêu của bạn, vì họ sợ bạn làm mất sự cân bằng của cõi này, nên chỉ còn lại ba cái tài lẻ bình thường thôi. Bởi vậy cái cõi này bắt buộc phải có thiện ác phân tranh. Người làm việc thiện nhưng thấy việc ác bỏ mặc thờ ơ, để tự an phận cho bản thân thì chỉ được sinh ra ở những cõi tiên cõi trời. Người làm việc thiện nhưng dám hy sinh bản thân để chống lại cái ác sẽ được sinh ra ở cõi Chúa Trời, Bồ Tát, Thanh Văn, A-La-Hán. Người làm việc thiện có sức khỏe, trí tuệ và thiền định đi giữa cái thiện và cái ác, không hề chút bận tâm, thì sẽ được sinh ra ở cõi Phật. Còn người làm việc ác để chống lại cái ác thì sẽ sinh ra ở cõi Atula. Người làm việc ác suốt đời thì chỉ đi vào địa ngục và súc sanh mà thôi. Còn người sống bình thường, không làm việc thiện cũng không làm việc ác, thì sẽ lại sinh ra ở cõi người. Các bạn biết tại sao tôi hiểu điều đó không? Vì tôi đã sống ở những cõi đó hàng ngàn năm, thậm chí là hàng triệu năm, nhưng chỉ bằng vài tiếng đồng hồ ở thế giới này mà thôi. Tại sao tôi dám nói ra những điều này? Vì Tion là tiên cá đã thành, các cõi đó chẳng còn niềm khao khát gì đối với Tion nữa cả. Mà an lạc trong thân tâm mới là điều Tion luôn muốn có. Nói ra những điều này tôi cũng không hề phạm luật trời, ai tin theo làm đúng thì được, ai không tin hay nói Tion khùng điên cũng không sao. Tion cũng không có thần thông biến hóa gì để thể hiện cho các bạn tin được đâu, hay giác quan thứ 6 dự đoán tương lai gì cho các bạn thấy. Tion chỉ ăn chay, bơi hoài không mệt, nín thở hơn 5 phút dưới nước, không còn ham muốn tình cảm nam nữ và được động vật yêu quý. Chỉ là cái khả năng tầm thường, làm sao có thể thay đổi được số phận của thế giới này đúng không? Chính xác là như thế, thành tiên cá rất bình thường, không được người ta kính trọng gì cho mấy, họ chỉ thấy vui vẻ khi nhìn thấy mình mà thôi. Sau khi đi rất nhiều cõi trong tam giới, rồi đến cả địa ngục, Tion không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời này nữa, nên họ đã lấy lại tất cả khả năng của Tion. Họ sợ Tion chơi liều, giúp nguyên cái trái đất này thành tiên cá hết, thì sẽ không còn ai phải trả nghiệp báo cho những oán linh là những con vật bị các bạn làm hại mỗi ngày. Diêm Vương cũng sẽ bị mất chức luôn, vì không xét xử công bằng với tất cả chúng sanh trong cõi này. Hôm nay nói ra hơi nhiều vì nhìn hai đứa đệ tử của Tion buồn quá. Lòng tin của các bạn ấy không được vững vàng, trong khi Tion đến được thế giới này là tùy duyên, mà không biết bao giờ mới tìm được một đệ tử có khả năng thành tiên cá. Bây giờ sẽ có một cái phần thi thử thách cho hai em, đó là bơi chuẩn kỹ thuật một nhịp nha. Bạn nào hoàn thành sớm nhất 20 vòng bơi đúng kỹ thuật thì Tion sẽ cho bạn đó làm phụ tá, là giống như là người cá trainer hỗ trợ Tion. Ủa vậy là bơi trong nhịp bao nhiêu? Hai mươi vòng, ai mà hoàn tất 20 vòng trước là bạn đó sẽ được làm người cá trainer để tham gia trợ giảng trong sự kiện câu lạc bộ người cá tầng 33. Không, bơi đúng kỹ thuật một nhịp, bởi vì mấy em phải bơi chuẩn kỹ thuật đó để có thể hướng dẫn tốt cho các bạn. Bơi đúng kỹ thuật tự động nó sẽ lướt nước đi rất nhanh mà không mệt. Còn bơi sai kỹ thuật, bơi chậm thì nó cũng vậy thôi nha. Rồi, mấy em chuẩn bị chưa? 20 vòng nha. 1, 2, 3. Thành ghê, ngồi cái mét bậy rồi.
Đúng ngực đó là thua rồi không? Có mét 7 nè. Ngực như phụ nữ luôn á. Rồi cái bạn ngồi nghe mét 7 đúng ngực dữ thiệt chứ. Chắc ăn thịt heo nhiều quá vú nó xài luôn rồi. Hiện tại là bạn người cá tai đã bơi trước bạn người cá Benjamin nửa vòng. Thì mình cũng có thể thấy được rằng kỹ thuật bơi của người cá tai tốt hơn người cá Benjamin rất nhiều. Do bạn Benjamin lười tập luyện, không nghe lời chỉ dẫn, thích chứng tỏ bản lĩnh và quậy phá nhiều nên bây giờ thành tích nó xuống. Còn người cá tai thì đang lên. Thì các bạn xem video cũng có thể thấy bạn nào mà không có nghe lời thầy, cãi thầy là bảo đảm là sẽ làm sai. Đạp chân vô. Giờ đây giới thiệu với các bạn, Tiun cũng có thầy nữa. Đây, thầy Tí, chuyên dạy bơi ếch. Đó, muốn thành người cá là các bạn phải biết bơi ếch trước, phải có kỹ thuật về cái đôi tai của mình thì bơi người cá nó rất là dễ dàng. Đạp vô. Tôi phải tốn rất nhiều thời gian để tập luyện mới có được ngày hôm nay. Và thêm một người anh em của Tion dưới đây nữa, Michael Bell nữa, đang dạy bơi ếch nè các bạn thấy không. Kinh nghiệm của Tion là kinh nghiệm của các người thầy đã truyền cho Tion, mà Tion truyền cho các bạn mà các bạn không nghe lời là thôi. Thua tất cả. Các bạn thấy bạn Benjamin cãi lời thầy quá nhiều đúng không? À, bên này bơi yếu rồi. Và hai cái bạn này đang là người cá siêu quậy trong câu lạc bộ của chúng ta, để trị cái bệnh quậy của các bạn ấy thì các bạn ấy cần phải tập luyện siêng năng hơn nữa, vừa tốt cho sức khỏe của bản thân, vừa tốt cho mọi người xung quanh, đặc biệt là ba mẹ của mình. Ở nhà là mấy bạn ấy quậy ba mẹ của bạn ấy nhức đầu nhức óc lắm luôn rồi mới cho đi làm người cá. Và nếu mà tôi mà chị không nổi hai bạn này nữa là tôi phải nhờ đến sư huynh đệ và sư phụ của tôi ở đây nữa nè. Đó, các phụ huynh cũng nên cho con em của mình học bơi người cá sớm để mấy em tính tịnh điềm đạm lại, chứ không thôi nó quậy không biết sợ trời đất gì hết, ra đường mà nói chuyện không ai nghe vào đâu được hết trơn, quậy quá luôn. Cái tiêu anh đang bán bộ đuôi cá bao nhiêu nữa? À, rẻ lắm, làm cho mấy em á. Bao nhiêu? Triệu mấy à? Triệu mấy là triệu mấy, triệu mốt hay là triệu chín? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Tại có học trò nó hỏi vậy. Quá rẻ đúng không? Giống như hồi xưa đi mua mấy đuôi cá bên Mỹ về mắc quá ha, 3-4 triệu ha. Dạ, quá mắc. Mà mình làm giờ chất lượng luôn rồi. Và trước con nuôi con cá 4 triệu rưỡi luôn. 4 triệu rưỡi mà có cái đuôi à thầy. Với cái monofin thôi. Màn nhỏ xài hư luôn rồi. Đúng rồi. Còn cái đuôi cá của con làm á bây giờ là bảo hành 2 năm cho bé luôn mà có 1 triệu rưỡi à. Đó, mẹ con nói cũng làm việc vì cái tâm á cho mấy em. Bây giờ là bơi người cá là giáo dục ý thức cộng đồng luôn mà. Dạ. Thì hiện tại bên báo giáo dục cũng đang ủng hộ con á, nên bên báo giáo dục sẽ in một tờ báo xuân nói về câu lạc bộ người cá. Báo giáo dục nằm ở trên đường Điện Biên Phủ luôn á thầy. Dạ. Vì thầy tao tính phan con luôn hả thầy? Hả? Con đâu làm tội tình gì đâu, thầy tính phan con luôn vậy? Đâu, mấy đứa là con phan à, nó phan con à. À, em là fan của anh hả? Dạ. Em tính phan anh hả? Rồi, rất vui làm quen với em nha, biết bắt tay kiểu người cá chưa? Bắt tay làm quen cho em thành người cá nha. Ừ, để tay vô, để tay vô.
bắt tay người cá là như thế. Rồi chào em. Đó là mấy vòng mà tôi lên 13 vòng. 13 vòng em. Đây là mấy vòng? Ben 12 vòng. Tion cần thấy bơi đúng kỹ thuật mới được làm người cá trainer trong tuần tiếp theo nha. Gieo duyên với những bạn có tố chất thì phải mất thời gian và một lượng lớn năng lượng giải thoát của mình để quan sát quá khứ của các bạn ấy, coi có đủ kiếp số để thành tiên cá chưa. Còn nếu quan sát tương lai thì phải mất nhiều năng lượng giải thoát hơn nữa mới biết bạn ấy có chắc chắn thành tiên hay không. Nhưng mà vận mệnh xoay chuyển thường không nắm bắt được rõ ràng. Bởi vậy tương lai là phải tùy thuộc vào nghiệp báo. Thí dụ như một việc làm tốt nó sẽ thay đổi một cái tương lai theo chiều hướng tốt, nên không có gì là rõ ràng trong tương lai. Cái tốt phát triển nhiều thì tương lai nó sẽ tốt, mà cái xấu phát triển nhiều thì nó sẽ xấu. Bởi vậy tương cũng không dám phung phí năng lượng giải thoát của mình để tìm kiếm đệ tử, mà phải trông chờ vào sự tùy duyên. Thì không biết đến khi nào tương mới có thể tìm được người đệ tử có thể tiến hóa thành tiên cá thật sự. Rất khó luôn á các bạn. Nếu mà dùng hết năng lượng giải thoát thì tôi không thể tự do tự tại trong các thế giới được nữa, sẽ bị đọa lạc giam giữ thần thức ở địa ngục luôn á. Cho đến hàng tỷ lần tận thế của trái đất tiếp theo họ mới thả Tion ra. Rất là ghê gớm luôn. Vũ trụ nhân sinh thật là khủng khiếp. Và cái bí kíp luyện tiên cá này tôi cũng chỉ có thể để lại cho các bạn có duyên với Tion từ vô thủy kiếp thì mới hiểu được. Và phải tuân theo nguyên tắc này thì bạn mới không bao giờ bị rơi vào các cảnh giới ma, thẳng tiến đạt đến trí tuệ kiểm soát thời gian và không gian. Và bây giờ Tion sẽ nói về 4 cái giai đoạn mà từ một người cá sẽ được tiến hóa thành tiên cá như thế nào nhé. Thứ nhất, khi tập luyện đến mức bơi chánh niệm, nhiếp tâm vào hơi thở, sẽ không còn mệt mỏi, không còn phân biệt giữa thân thể và nước, chỉ hòa lại là một. Năng lượng của nước sẽ hòa vào thân thể của chúng ta, giúp bạn luôn tươi tỉnh sảng khoái, càng bơi càng hăng say. Học bơi làm kình ngư không làm được như vậy, bơi một chút kình ngư xỉu luôn. Thành người cá, càng bơi càng khỏe, bơi không bao giờ thấy mệt mỏi. Và cũng không còn bệnh tật, ăn uống thì lại rất khỏe mạnh. Thứ nhì, khi ngủ, ma quỷ bắt đầu đến gieo duyên với các bạn. Chỉ nên tỏ lòng thương cảm. Có một số ma quỷ thậm chí còn bóp cổ bạn, muốn hại bạn, làm chuyện cấu quế với bạn, vì họ thèm khát thân thể của bạn. Sắp thành tiên cá rồi mà, thấy được thế giới thứ ba luôn mà, cảm giác được qua tiếp xúc mà, dữ dằn lắm. Rồi có khi họ còn ganh tị, hận thù bạn trong quá khứ vì bạn đã làm hại họ quá dã man. Nên bây giờ bạn còn trẻ mà làm được như vậy là họ tìm đến bạn ngay. Và chắc chắn những cái người già sắp chết á, thường thấy ma quỷ rất là nhiều, sẵn chia sẻ luôn. Tàn là oan gia trái chủ không à, đến để đòi mạng á. Còn trẻ mình nhìn thấy ma quỷ liếc thành thói quen, nhìn như không thấy luôn. Cái khả năng đó là có đó nha. Sắp thành tiên cá sẽ có đó nha. Người cá bơi lội đúng kỹ thuật sẽ phát triển được giác quan thứ 6. Nên ở giai đoạn này bạn phải bắt đầu tập ăn chay để tiêu trừ dần các nghiệp chướng bất thiện đã tạo trong hiện tại và trong cả quá khứ của mình đó. Rồi cái giác quan thứ 6 nó sẽ phát triển vào cái giai đoạn này. Bạn sẽ thấy càng ngày bạn sẽ càng tiếp xúc được nhiều hơn với thế giới tâm linh, thì sẽ có hộ pháp từ các cõi trời gửi đến để theo hộ vệ cho bạn, để tránh ma quỷ ăn cắp thân thể của bạn. Nên bạn cũng đừng có lo, bạn sẽ cảm ứng được với ma quỷ như rùng mình lạnh người là mấy cái chuyện bình thường. Vào cái giai đoạn thứ 3, cái này là nói chuyện nghiêm túc nha, khi thân thể bạn bắt đầu sạch sẽ rồi đó, máu của bạn sẽ không còn tanh hôi. Dù không tắm 3-4 ngày nhưng cơ thể vẫn bình thường, không có thối. Thậm chí cái con mũi á, nó không nỡ cắn bạn luôn. Bởi vì chư thiên đang hộ vệ cho bạn rồi. Tất cả loài vật ở thế giới này, họ đều cảm được những năng lượng tốt lành toát ra từ bạn. Họ yêu quý bạn lắm. Nhưng lúc này bạn sẽ không được ăn hành thổi những cái gia vị làm cho nóng gắt, hôi, tanh. Chư thiên họ sẽ đi hết. Họ rất kỵ những cái mùi này. Nên chắc chắn những ai không ăn chay được, mà họ nói họ có thần thông tiên thánh gì, giác quan gì đó, không hề đâu. Càng muốn càng làm không được. Nhưng bạn không muốn không nghĩ thì nó lại mới có.
rồi các thiên thần, tiên nữ, ma quỷ vẫn còn đến với bạn ở trong giai đoạn này, đủ thứ hết. Họ tìm bạn, họ tiếp cận bạn, vì họ và bạn đã có sự liên kết với nhau rồi. Họ làm gì bạn cũng có cảm giác hết trơn á. Đặc biệt là những người ở cõi trời á, họ có hình tướng đẹp lộng lẫy mà không có cái người đẹp nào ở thế gian này á sánh bằng họ được. Họ đến giấc ngủ của bạn để muốn rủ rê bạn hay là mê hoặc bạn, trả nợ tình cảm gì đó với bạn, giống như trong quá khứ bạn đã cứu một cái con vật gì đó và nó giác ngộ được ngay trong cái lúc bạn cứu đó, nó vãng sanh lên cõi trời, nó thành tiên ở trên đó, đó tu luyện ở trên đó, nó đẹp lắm, rồi nó đợi cơ hội bạn sinh ra lại ở thế giới này. Họ đến để tạo cho bạn một cái động lực tiếp tục tinh tấn và tập luyện để đến được với họ. Trong cái giai đoạn thứ ba này, thật sự bạn cũng đã biết rất là nhiều thứ rồi. Nhưng nếu mà mình tự mãn, mình tự nghĩ là mình rất là hay, rất là thần tiên thánh, là bắt đầu thể hiện thần thông, có rất nhiều người đã làm được đến giai đoạn này, nhưng họ đều bị đọa lạc sau một thời gian. Và những vị đó rất là nổi tiếng, tôi biết hết chứ, bởi vì liên kết giữa các thế giới tâm linh, mình sẽ biết những câu chuyện về họ. Nếu bạn phát triển được khả năng của mình đến giai đoạn 3 này, nên chỉ nhớ duy nhất một thứ là tiếp tục nhiếp tâm vào hơi thở như đang bơi ở trong nước. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn nghĩ đến hơi thở của mình và thiền định trong chánh niệm. Vào giai đoạn thứ 3 bạn nên tập hành thiền, còn giai đoạn thứ 2 á thì nên tập yoga để vượt qua những khổ đau, thì tôi sẽ nói tiếp cho các bạn sau nhé. Và đến giai đoạn thứ 4 nè, đây là giai đoạn mà bạn sẽ chuyển hóa thành tiên cá thực sự. Không cần ngủ nghỉ nhiều như trước nữa, bạn vẫn khỏe, nhưng mà bạn rất dị ứng với những hóa chất nhân tạo, giống như là bột nêm, bột ngọt, nó là thuốc độc của bạn luôn đấy. Nên bắt đầu đừng có ăn những cái đồ mà có chất bảo quản nha, chắc chắn bạn sẽ bị bệnh rất là nặng. Và việc ăn uống hay không cũng không còn quan trọng, chỉ cần có nước là bạn luôn tươi rói, tất cả giác quan của bạn sẽ đều được liên kết với các cõi. Ngồi thiền ở thế giới này, bạn có thể nghe thấy chư Phật thuyết pháp ở thế giới khác, bởi vì xuất thần ra bên ngoài rồi, trí tuệ của bạn là cao siêu dữ lắm. Bạn không cần học đa ngôn ngữ, ngôn ngữ chỉ có một thứ duy nhất thôi, ai nói tiếng gì bạn cũng hiểu được hết á. Hay có thể nghe được Chúa Trời đang giáo hóa cho các con chiên của Ngài ấy ở nước thiên đàng. Bạn thậm chí có thể thấy được một người như bạn là một cái bản sao của bạn, đang sống ở một cái vũ trụ khác. Họ có thể rất là nghèo khổ, đang còn chìm đắm trong vô minh, hay họ đang hạnh phúc, được làm một cái người thường, có vợ đẹp, con xinh, gia đình, ăn sung mặc sướng, là đại gia đó nha, sướng à. Còn khi thành tiên cá chắc chắn bạn chả có gì khác ngoài khả năng bơi lặn và một sứ mệnh thiệt là khủng khiếp, mà không hiểu tại sao chỉ có mình tiêu thành tiên cá và vẫn chưa có tiên cá xuất hiện ở cái thế giới này. Tại sao vậy? Mấy bạn thức tỉnh giùm cái đi nha. Thiền định khi ngủ, khi ngồi, khi nhíp tâm vào hơi thở, bạn đều làm được dễ dàng để đến với các thế giới khác. Nếu mà học ngồi thiền thì chỉ là cái phương pháp căn bản thôi. Phương pháp cao siêu hơn nữa là bơi thiền, nằm thiền, ngủ thiền. Ngủ thiền là cách dễ xuất thần đến các thế giới khác nhất. Giữ chánh niệm, nằm thoải mái, nhíp tâm vào hơi thở, 3 phút sau đến thế giới khác liền. Còn ngồi thiền chỉ là tập để các bạn thấu hiểu được nỗi đau của cơ thể mình trước, qua các tư thế bán già, kiết già, chịu đựng nỗi đau đó mà vẫn có thể nhíp tâm vào hơi thở, thì chỉ có luyện tập bơi lội, vượt qua các giới hạn mới có thể ngồi tinh tấn được thôi. Chứ không thôi càng ngồi càng sinh ra vọng tưởng, càng sinh ra ma ảo, càng sinh ra ngủ ấm ma, rơi vào những trạng thái mê mị, buồn ngủ là mình sẽ sinh ra những ảo giác rất là mông lung. Nên bởi vậy ngồi thiền phải có sức khỏe thật tốt, phải có sự tỉnh táo thật tốt thì bạn mới có thể ngồi thiền tốt được. Nên chắc những ai vào giai đoạn này sẽ xuất thần ra được bên ngoài, mở được con mắt thứ ba. Mà con mắt thứ ba muốn mở không chỉ tập luyện bơi lội đâu, mà do ăn uống nè. Rồi các bạn phải tránh xa những chất kích thích như cà phê, thuốc lá, thậm chí là kem đánh răng có nhiều chất clo. Những cái gì mà có nhiều chất clo nó sẽ đều làm hủy hoại con mắt thứ ba của bạn. Hên quá, tuy ôn thì không có rượu chè bê bét rồi, nên bạn mà nghe ai nói mở được con mắt thứ ba chưa chắc đâu rồi nha, ngủ ấm ma đó.
nhất là mấy người hút thuốc lá, chắc chắn không bao giờ làm được điều đó, bởi vì con mắt nó cháy đen luôn rồi. Còn khi đã xuất thần ra bên ngoài được rồi, bạn muốn biến hóa thành bất cứ thứ gì cũng được. Hơn cả Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông biến hóa còn thua tiên cá đó. Chỉ cần nghĩ đến cái gì là bạn biến ra cái ấy được liền. Nhưng cũng không chắc là nó giống hoàn toàn, mà bạn phải tập biến đi biến lại, giống như là bạn muốn biến ra một con chó thì bạn sẽ lập tức biến thành một con chó có hình tướng giống con chó, nhưng mà cái mặt vẫn là mặt người. Nên bạn phải quan sát con chó, bạn biến đi biến lại nhiều, thành thói quen thì bạn mới có thể biến thuần thục thành một con chó giống y như thiệt. Khi xuất thần ra bên ngoài ở các thế giới này thì bạn bắt đầu rất là ham thích việc tập luyện mấy cái phép biến hóa này kia đó, bởi vì không còn cái thân thể nhục dục nữa, nên bạn muốn làm gì cũng được. Và cái khả năng đi du lịch của bạn là rất là nhanh, chỉ cần nghĩ là đến nơi đó liền, giống như dịch chuyển tức thời trong truyện tranh Son Goku vậy đó. Cái kiểu như vậy rất là hấp dẫn. Nhưng mà đừng có mê mị vào những thứ này, vẫn là ảo. Chưa hết đâu, tôi kể tiếp nha. Bạn bắt đầu mệt mỏi chán chê việc xuất thần ra đi phiêu lưu trong cái thế giới này rồi, thần thức của bạn sẽ có một lượng kiến thức giúp cho thức tỉnh, nghĩa là bạn thấy chán cái thế giới này quá, không còn gì vui nữa. Bắt đầu bạn mới xuất thần ra, rồi tiếp tục ngồi thiền. Khi xuất thần nữa, bạn mới có thể đến được những thế giới khác, giống như là chơi xí ngầu vậy đó. Cứ nghĩ đến những điều tốt rồi bạn sẽ được đến những thế giới tốt. Cứ như vậy mà đi phiêu lưu tất cả các cõi trong vũ trụ, và có rất nhiều vũ trụ chứ không phải chỉ một vũ trụ. Biết được mọi thứ kiến thức về các vũ trụ ấy cũng không làm bạn thấy yêu thích thật sự. Lúc đó bạn nghĩ tất cả những nơi tốt đẹp mình đã đi qua hết rồi, còn nơi gì mà mình chưa đi qua? Và nếu bạn có nghĩ đến địa ngục, nhớ đừng đi đến cái cõi này nha. Những ai sống ở cái cõi này, họ rất là khó tính, đến đây rồi thì họ sẽ giữ bạn lại đó. Nhưng mà chắc chắn thần thức của bạn sẽ nghĩ đến địa ngục, vì khi đã xuất thần rồi, bạn sẽ quay về với bản tâm chân thật của mình. Bạn sẽ muốn đến địa ngục, và họ sẽ lấy lại hết những khả năng của bạn, chỉ trả lại khi bạn hứa thực hiện xong sứ mệnh của mình. Thậm chí có thể họ không cho bạn quay về thế giới này nữa luôn ấy chứ. Chỉ còn có một năng lực duy nhất là bơi lội thôi, và cũng không còn đủ năng lượng để đi đến nhiều thế giới khác hơn nữa. Thành tiên cá thực sự rồi sẽ như vậy đó, cuối cùng chả có gì cả. Nên khi tập luyện, tôi hy vọng các em đừng khởi tâm vọng niệm, đừng mong cầu mình sẽ có khả năng siêu việt gì cả. Ráng mà tập cho có sức khỏe, trí tuệ và định, thì con đường giải thoát sẽ mở ra ngay trước mắt trong đời này của các em. Chứ còn bây giờ mấy em muốn làm tiên cá, như bạn Benjamin khoe với Tiun ngồi thiền để có giác quan thứ 6, rồi mở con mắt thứ 3, biết chắc những cái kiến thức này không có lợi cho người muốn thành tiên cá, vì Tiun đã đi qua các trạng thái đó rồi. Mong cầu có được mấy cái đó chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục thôi. Phải là vô cầu vô dục thì tự những cái thứ ấy sẽ sinh ra. Vận mệnh con người là luôn xoay chuyển theo thời thế, làm việc tốt thì sẽ tốt, làm việc xấu thì sẽ xấu. Như lời Phật dạy, mọi chúng sanh đều có thể thành Phật. Các bạn làm người thật sự đã rất là siêu phàm rồi, chỉ cần biết tu một chút, muốn đến thế giới nào chả được. Đi theo Phật thì đến cõi Phật, đi theo Chúa đến cõi Chúa, đi theo Atula thánh thần gì đó thì đến mấy cái cõi đó. Cái nguyện của mình khi mình lúc lâm chung á, là lúc chết á, mình muốn đến đâu thì mình sẽ giải thoát đến nơi đó. Nhưng mà phải chánh niệm mới đến được những nơi đó, rất là khó luôn. Mà mình chỉ được làm một lần duy nhất. Còn khi thành tiên cá rồi, bạn có một quãng thời gian dài tập luyện cho thần thức của mình quen dần. Còn nếu lúc chết á, mà thần thức nó xuất ra bên ngoài rồi á, nó hoảng loạn đủ thứ, giống như là một đứa nhỏ sinh ra đời thêm một lần nữa, không biết gì về thế giới, lo sợ, rồi ai muốn dụ dỗ đi đâu thì đi. Tất nhiên để đến già thần thức mới xuất ra ngoài. Thì nếu mà các bạn không có chánh niệm thì sẽ bị đọa lạc đi vào mấy đường khổ ngay thôi. Oan gia trái chủ họ sẽ đến tìm bạn. Mà tôi khuyên các bạn nên niệm Phật A-di-đà, bởi vì tôi đã từng niệm danh hiệu tất cả những vị Phật, vị Thánh, vị Chúa để đến các thế giới của họ. Nhưng mà Phật A-di-đà, A-di-đà nghĩa là vô lượng Phật á, là vô số những người thường giác ngộ thành Phật, gọi chung một cái tên là A-di-đà. Nên cái hạnh nguyện nó rất là lớn, mình chỉ cần gọi một cái tên chung đó, là người nào rảnh họ sẽ tới, họ giúp mình liền. Còn nếu gọi Chúa Giê-xu đi, thì có mình Chúa Giê-xu à,
mình gọi người khác cũng gọi, đâu phải Chúa rảnh tới nỗi mà đến dẫn dắt mình về nước thiên đàng. Chúa mới nhờ thiên thần làm những việc đó. Rồi các bạn có biết hết tên của các vị thiên thần của Chúa không? Cũng hơi khó à. Nên Tiêu thấy gọi Phật A-di-đà là hay nhất á, vô lượng Phật mà. Nói chung là ai muốn giác quan thứ 6 thì phải chịu khổ hạnh. Như Tiêu bơ trong cái khổ hàng chục năm trời, biết là trong nước đó có nước tiểu nè, có phân người ta nè, có mồ hôi dơ ô uế nè, nhưng để thành tiên cá Tiêu vẫn cứ bơi, nhiếp tâm vào hơi thở, chả phiền gì đến những thứ dơ bẩn xung quanh. Xem bản thân mình chỉ là một cái bọc da thối, đẹp xấu bên ngoài, bên trong đều như nhau, và tất cả đều bình đẳng như nhau. Nên dơ sạch gì Tiêu cũng cứ nhiếp tâm vào hơi thở và bơi thôi. Có một lần Tiêu bơi thấy một cái đống cứt, nó bơi trước mặt của Tiêu, Tiêu bơi qua nó như không có gì luôn đó các bạn. Thành tiên cá mình phải làm được như vậy. Các bạn làm được không? Chứ bây giờ Tiêu thấy các bạn người cá là chê nước sạch nước dơ, đi bơi là phải hồ nước trong nè. Nhưng mà thôi, vì vệ sinh, an toàn, thân thể sạch sẽ, kiếm cái hồ nào sạch mình bơi ha, cho nó khỏe. Mà muốn thành tiên cá thì chắc chắn các bạn phải tập luyện như vậy đấy. Là không còn phân biệt, chấp trước thì mới có được những cái khả năng ấy. Mà nếu bơi kết hợp với yoga, nghĩa là chịu đau để vượt qua nỗi đau của thân thể á, sẽ tăng cái thời gian đạt được cái khả năng đó trong một thời gian rất là ngắn. Bởi vì một tiếng bơi lội bằng 6 tiếng chạy bộ, còn muốn mở được con mắt thứ 3 thì phải có trí tuệ, sức khỏe thì mới làm được. Những ai mà tự cho mình có con mắt thứ 3, tôi nói thật, cứ cho hít đất 100 cái mà vẫn giữ được hơi thở ổn định, không đổ mồ hôi, hay bơi hoài không mệt, chạy hoài không mỏi chân, bỏ được dục luôn, không còn thèm khát ăn thịt động vật, thì con mắt thứ 3 nó mới mở ra. Và nó hoạt động theo nguyên tắc bạn phải giữ được tinh khí thần. Nếu mất tinh rồi thì nó sẽ đóng lại, bạn sẽ không xuất thần được. Nên cái việc mà tôi giữ tinh là để đến với các thế giới khác. Nhưng mà đúng là tôi giữ tinh được 1 năm 6 tháng thì cũng có chuyện xảy ra. Bởi vì gần đây tôi phải dạy bơi người cá, bị mấy em chi phối quá nhiều. Có những bạn người cá làm cho tôi tức giận, mà tức giận sẽ dễ mất tinh, dục vọng, sân si, ngạo mạn, tất cả những cái tính xấu, tất cả những cái tính xấu đều làm cho mình dễ mất tinh. Va chạm với các năng lượng xấu cũng làm cho mình rất dễ mất tinh. Thí dụ mình không có dục vọng, nhưng mà mình tiếp xúc với năng lượng có dục vọng từ một con người có dục vọng, thì cái năng lượng của họ sẽ trao đổi qua mình, mình trở nên có dục vọng, mình bị mất tinh. Bởi vậy tục ngữ có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Các bạn ở gần người xấu, tự nhiên các bạn sẽ bị nhiễm tính xấu. Như các bạn tiếp cận một người ở cự ly gần, các bạn sẽ thấy hơi nóng toát ra từ họ. Đó là năng lượng của bạn cảm nhận được năng lượng của họ. Không chỉ vậy, sóng điện não của họ cũng có thể tác động vào sóng điện não của bạn. Giống như là hai người có cùng tần số với nhau, họ sẽ trở nên quyến luyến yêu thích lẫn nhau. Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngày ấy không còn quan hệ nam nữ nữa. Đó là ngày ấy rất sợ bị mất năng lượng. Mất tinh sẽ không giữ được khí và thần. Nếu suốt đời bạn giữ được tinh khí thật thì sau này nó sẽ sinh ra xá lợi tử. Cái xá lợi tử đó nó ở trong tủy sống của bạn. Tinh chính là tủy sống của bạn. Nếu tủy sống của bạn đầy đủ thì chắc chắn con người của bạn rất là khỏe mạnh, khí dương của bạn rất là mạnh. Nó sẽ bắt đầu tích tụ lại thành xá lợi tử. Còn ai chết đi mà bạn không thấy xá lợi tử là suốt cuộc đời của họ không giữ được tinh khí thật, họ chỉ là phàm phu thôi. Bởi vậy các bạn đừng có mong cầu mà có được giác quan thứ 6 hay là con mắt thứ 3. Tôi muốn nói ra cho các bạn đệ tử biết, đừng mong cầu gì cả, chỉ cần bơi tập luyện nhiếp tâm vào hơi thở sẽ đến lúc biết tất cả mà thôi. Tôi có chết đi thì cũng đến được thế giới khác, bởi vì tôi còn giữ được một lượng năng lượng giải thoát cho lần ra đi cuối cùng. Chứ tôi đã tận dụng quá nhiều năng lượng sống của mình để giúp cho động vật thoát khỏi sanh tử, như mấy con rái cá này kia. Tôi đã hao phí quá nhiều khí công, nhân điện, pháp luân công này kia. Cái đó là những cái pháp môn tu luyện thần thông, các bạn cũng không cần phải tìm kiếm nó để học. Cứ bơi nhiếp tâm vào hơi thở, tự bạn sẽ biết. Khi xuất thần được rồi thì bạn sẽ thấy, bạn sẽ có thời gian biết về nó rất là nhiều. Các thế giới khác họ sử dụng nó rất là nhiều, thần thông, phép thuật, cảm ứng này kia. Bạn thấy mỗi ngày, hàng triệu năm. Còn cái cõi này bắt buộc chúng ta không được thể hiện những cái khả năng như vậy sẽ tạo ra nghiệp chướng cho bạn đấy. Ngay cả vị Bồ Tát tên là Mục Kiền Liên, ngài ấy là đệ nhất thần thông, nhưng cuối cùng lại bị chết trong tay của mấy cái người không có một chút võ công, bị lấy cây đập đến chết. Vậy thần thông để làm gì? Không công bằng với mọi người, càng chứng tỏ càng sinh ra ngạo mạn, dễ bị đọa địa ngục. Nếu muốn thể hiện những điều này thì đến các cõi trời, vì mọi người ở đó đều có thần thông như nhau.
Bạn giỏi thì bạn thể hiện ở đó. Giống như bạn lái một chiếc xe hơi xịn chạy ngoài đường phố, trong khi mọi người đều đi xe máy, sớm muộn gì cũng có chuyện cho coi. Thà lấy tiền bố thí phóng sanh muôn loài mà phước đức tăng trưởng, bỏ mấy chục tỷ ra mua chiếc xe để rồi bị xe tải cùi bắp cán mớp cái đầu. Cái cõi này mà còn tồn tại lâu được thì chư thiên bồ tát a di đà phật họ còn đến đây rất là nhiều. Chứ mà các bạn phá hoại môi trường dữ quá thì các vị ấy cũng không thể sinh ra để đưa các bạn về các thế giới của các vị ấy, mà sẽ đi đến địa ngục hết luôn, rồi chịu khổ ở đó, đau đớn lắm. Đợi cho thế giới này tan nát cả ra, rồi nó hình thành trở lại, rồi bắt đầu các loài sinh vật lại sinh ra, rồi có thể các bạn lại trở thành những con khủng long hay là con gì đó, làm con vật nữa, rồi trải qua bao nhiêu thế kỷ, rồi sau đó mới tiến hóa thành những sinh vật có trí tuệ, sau đó mới biết tu tập, thiền định, trở thành tiên, thành Phật. Bây giờ thế giới này là loài khỉ, nó tiến hóa được, nó có trí tuệ thành người, thì ở thế giới sau có thể là loài chó, loài mèo hay là loài heo. Như vậy đấy, cái hình tướng của chúng ta đang thấy á, nó chả là cái gì cả, do duyên hợp mà thành. Vậy mà thấy các bạn còn chắc vô nó quá, còn tốn tiền đi thẩm mỹ viện để sửa sang nhan sắc dữ quá. Sửa rồi nó lại xấu đi lại sửa tiếp, các bạn chạy theo nó đến biết khi nào. Mỗi lần sửa sắc đẹp là giảm tuổi thọ lắm luôn á, mất đi rất nhiều năng lượng để thức tỉnh giác ngộ. Bởi vậy còn tham sắc là còn khổ. Mà tương thấy loài khỉ anh em của chúng ta bây giờ bị con người đối xử tệ quá. Các bạn mà phá hoại môi trường quá là chắc chắn chúng ta sẽ bị cộng nghiệp chết hết. Chư thiên sẽ giải thoát về các cõi trời của họ, để cho những loài vật trí tuệ sinh ra ở thế giới này nữa, rồi họ mới đầu thai làm những loài vật đó để giáo hóa các loài vật khác thức tỉnh. Thấy nó mệt quá, cái vòng luân hồi này nó luẩn quẩn quá các bạn ha. Chỉ vì cái chữ dục thôi mà các bạn có thể xoay chuyển trong luân hồi này bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Tôi càng nghĩ càng thấy nó mệt mỏi. Mà tôi sống trong nó thì tôi thấy nó cũng vui. Có tình huynh đệ, tình anh chị em, tình bạn bè, tình cha mẹ. Nhưng mà sau khi thức tỉnh thì tôi thấy giữ chánh niệm để có an lạc trong thân tâm thì sống ở đâu cũng được, sống ở cõi nào cũng là vui sướng. Khi mà xuất thần để quan sát thế giới này, tôi nhận thấy năng lượng tiêu cực đã chiếm 6/4 quả địa cầu rồi. Vậy là chỉ còn 4 phần nữa thôi thì thiên tai khắp mọi nơi trên trái đất sẽ nổ ra cùng một lúc. Có con mắt thứ 3, bạn sẽ thấy được mọi thứ như trong kinh Bát Nhã của Bồ Tát: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thế giới này rất là ảo, mà các bạn cứ tưởng nó là thiệt đúng không? Chả có gì là thật, đồ giả không à. Xuất thần ra ngoài bạn sẽ phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Cảnh vật xung quanh đều không rõ, nhìn chúng ta thấy nó giống như là mờ mờ ảo ảo, bị cận vậy đó. Vì chúng ta nhìn được tất cả phân tử đang chuyển động, chứ không còn nhìn vật chất như bằng mắt thường nữa. Nên cái phân tử nó chuyển động, năng lượng mà, mình nhìn mình thấy ảo ảo, mờ mờ. Nhưng mà nhìn vào năng lượng của các vị thánh nhân đến với thế giới này á, thì nó rất là rực rỡ, rõ ràng, chân thật, đẹp lung linh. Đã vậy họ còn có hào quang ở xung quanh nữa, chứ không như những vật chất bình thường. Đó là sự phân biệt của tam giới. Những ánh sáng tượng trưng cho những người đến từ cõi Atula, từ cõi trời, từ cõi Phật, từ địa ngục cũng có nữa. Những bóng ma đến từ địa ngục, nó chỉ có một màu. Ở cấp bậc giác quan thứ 6 thấp nhất, các bạn đều có thể thấy ma. Ma nó không có những cái ánh sáng hào quang như vậy. Thì những vị ở các tầng trời khác nhau sẽ có những cái vần hào quang, năng lượng, màu sắc khác nhau. Như Tiun đã xuất thần thấy được một số người có những năng lượng rất là đẹp. Tôi biết họ là Bồ Tát, chuyển thế, thậm chí là một vị Phật A-di-đà đã sinh ra đời trong thế giới này rồi. Mà các bạn xem người ấy rất là bình thường. Lượng view trên YouTube của người ấy còn ít hơn của những kênh YouTuber đang làm hại cộng đồng. Người mà tôi đang muốn nói đến đó là Pháp Sư Tịnh Không. Ngài ấy không chỉ là sứ giả của Phật A-di-đà, mà đó là một vị Phật A-di-đà giáng thế. Vì cái ánh sáng hào quang đó là ánh sáng của vô lượng Phật. Màu sắc đó rất là rực rỡ và đẹp đẽ. Nếu chỉ cần đứng gần Pháp Sư Tịnh Không thì có thể hấp thụ được năng lượng tích cực từ ngài ấy tỏa ra, đủ cho mình có thể giảng sanh đến cõi Niết Bàn ngay trong tức khắc. Nên tôi thật sự muốn mấy bạn thành tiên cá để thấy được tận mắt những cái điều này, để đừng có tham lam, sân hận, ích kỷ nữa. Không có gì bền mà mang theo được khi chết đi. Chỉ có sức khỏe, trí tuệ, thiền định là những cái năng lượng tốt, nó sẽ bao lấy thần thức của chúng ta, giúp chúng ta giải thoát, an trú trong sự thiền định là nhà của mình. Chả có cõi nào mà mình không đến được. Cũng hết cách rồi, ai muốn tin Tiun theo kiểu bị khùng hay Tiun là tiên cá thật sự, sao cũng được. Miễn các bạn giúp Tiun kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật là được rồi. Tiun chỉ cần như vậy thôi, đó là sứ mệnh trong đời này của Tiun.
còn muốn trái đất này trở thành nơi tốt đẹp hay xấu xa là do các bạn lựa chọn. Tôi nói ra tất cả để cho các em biết trở thành tiên cá là như thế nào. Nếu các bạn thật sự mơ ước trở thành tiên cá thì đây tôi tặng cho các bạn. Dù biết rằng càng nhiều người phàm thành tiên cá thì tiêu sẽ chỉ càng bất lợi mà thôi, thậm chí là chết sớm vì tiết lộ thiên cơ mà. Phước báu ở cõi này của tiêu sẽ san sẻ đến tất cả tiên cá khác. Bởi vậy ai mà thành tiên cá rồi tự xem có phải làm được những gì tiêu nói không, rồi im cái miệng lại nha. Tiếp tục mà tu tập tinh tấn, tiếp nối tiêu thực hiện sứ mệnh muôn đời của chúng ta. Hãy yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật, vì đó toàn là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình không à. Còn khi một tiên cá muốn rời khỏi thế giới này thì phải bơi thẳng ra biển cho đến khi xuất thần, bỏ lại thân mạng. Đó cũng là cái cách chung của các tiên cá. Chúng ta muốn giải thoát hoàn toàn thì không được chôn và thiêu đốt, vì sẽ làm hại đến môi trường, và cái thân thể của chúng ta sẽ phải là thức ăn của các loài vật khác ở dưới biển mới có thể trả hết món nợ ân tình đối với thế giới này. Bạn người cá tai hoàn tất 18 vòng, chỉ còn 2 vòng nữa. Người cá Benjamin 16 vòng, đã cách biệt thua người cá tai 2 vòng. Những chặng đường cuối cùng của người cá tai trên con đường trở thành người cá trainer level 1, kỹ thuật bơi số 1. Rồi, bây giờ tôi công nhận người cá tai có thể hướng dẫn lại cho các bạn khác về kỹ thuật bơi căn bản người cá level 1. Còn người cá Benjamin vẫn còn 2 vòng nữa. Tại vì nãy giờ bên khác nước. Bạn này cũng khác nước mà. Lâu quá Ben mới bơi. Thì lâu quá Ben mới bơi, Ben lười tập luyện thì Ben trở lại thành người thường. Đơn giản như vậy thôi. Ben nói là Ben chờ nước lâu quá thì Ben mới xuống bơi là chậm. Rồi, sau khi tuôn khảo bạn người cá tai về kỹ thuật bơi người cá căn bản level 1, bài 1, thì thấy bạn ấy đã đạt tiêu chuẩn về sự am hiểu các động tác bơi kết hợp với nhịp thở. Rồi tôi công nhận bạn có thể hướng dẫn lại các bạn khác về đúng cái kỹ thuật này ha. Còn Ben, còn Ben chưa được, tập luyện lại đi. Chừng nào Ben làm đúng bơi được như bạn tai thì Ben mới được chỉ chi tiết về kỹ thuật. Hiện tại là có hơn 100 kỹ thuật bơi để phát triển các kỹ năng toàn diện của người cá, như là nín thở lâu trong nước, tạo ra các hiệu ứng ở trong nước này kia, rồi kỹ thuật múa biểu diễn dưới nước. Bây giờ chúng xem bên bơi một vòng. Rất là nhiều thứ, chứ không phải đơn giản. Mà cái kỹ thuật này là em đã tập luyện là từ mùa hè tới giờ rồi. Mà do em không xem trọng việc bơi, tập luyện người cá nên bây giờ em làm không được, nên em cố gắng tập luyện lại nếu em muốn làm một người cá thực sự được quốc tế công nhận. Mặc dù em đã có 2 cái bằng người cá quốc tế level 1 và 2, nhưng mà nó chưa có thể nói lên được điều gì về cái sự am hiểu kỹ thuật bơi người cá của em, nên em phải ráng rèn luyện đi nha. Rồi, người cá tai ok rồi đó. Bây giờ người cá tai em có thể hướng dẫn cho bạn người cá Benjamin bơi chuẩn kỹ thuật giống như em được không? Mà nãy là phải bơi đúng như vậy bơi mới không mệt. Bơi đúng như vậy mới vô cái khả năng là nhiếp tâm vào hơi thở được ha. Nên cái kỹ thuật đó nó rất là quan trọng. Tay ơi, hồi nãy bên mất trước bạn thay, giờ bên bơi không được. Rồi bây giờ Tai, em có thể bơi tiếp 20 vòng nữa được không? Ok. Ừ, rồi Benjamin, coi bạn Tai bơi mà bắt trước theo. Bên bắt trước rồi, nên là bên không mệt quá. Không mệt thì tiếp tục 20 vòng nữa. Bên tôi bắt trước. Ừ, rồi bắt đầu mấy em tập luyện 20 vòng nữa nha. Bơi chuẩn người cá là không bao giờ mệt. Tại
Bơi người cá nó khác với bơi thi đấu làm kình ngư, là có giới hạn thời gian. Còn thành người cá là không giới hạn thời gian. Ben sai thì em qua hướng dẫn Ben đi. Rồi hai đứa tập luyện đi nha. Rồi chương trình kết thúc.